thi thể bí ẩn trong nhà kho. Từ một vụ án trộm cắp, tên trộm vừa bị bắt đã đề nghị lập công chuộc tội, tự nguyện tiết lộ về một vụ án mạng kinh hoàng. Nhưng khi cảnh sát điều tra theo thông tin hắn cung cấp, tất cả manh mối đều chỉ ra rằng hắn chính là thủ phạm. Hôm nay hãy cùng Chuyện Âm Dương tìm hiểu về vụ án này. Cuối tháng 12 năm 2015, địa điểm huyện tự trị dân tộc Mãn, Di Thông, tỉnh Cát Lâm. Tháng 12 là thời điểm lạnh nhất trong năm tại địa phương này. Thường thì mọi người ít ra ngoài và cố gắng ở nhà. Tuy nhiên vào thời điểm này, cảnh sát bất ngờ nhận được một cuộc gọi báo án. Có người báo rằng tại một khu vực ngoại ô của huyện Di Thông, trong một kho hàng bỏ hoang, phát hiện hai thi thể phụ nữ. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, nơi vụ án xảy ra nằm trong một ngôi làng bỏ hoang, kho hàng chứa đầy các vật dụng linh tinh. Khi mở ra lớp phủ gần tường, hai thi thể phụ nữ bị phân hủy nặng hiện ra trước mắt. Theo kết quả kiểm tra của pháp y, thời gian tử vong của hai nạn nhân đã hơn nửa năm, do đó thi thể bị phân hủy rất nặng, nhưng vì thời tiết lạnh nên chúng bị đông cứng lại. Vì vậy cảnh sát chưa thể xác định ngay nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn có thể nhận thấy hai nạn nhân bị trói bằng dây thừng, nhưng màu sắc và chất liệu của hai dây thừng khác nhau. Điều này cho thấy kho hàng có thể chỉ là nơi hung thủ dùng để giấu xác. Hai nạn nhân không tử vong cùng thời điểm, vì thời gian xảy ra vụ án đã quá lâu, khuôn mặt của thi thể đã bị biến dạng, không thể nhận dạng, chỉ có thể xác định độ tuổi của hai nạn nhân khoảng 40 tuổi. Ngay sau đó, báo cáo chính thức của pháp y cho thấy nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân là do ngạt thở. Các vết bầm trên cơ thể cũng cho thấy họ đã bị tấn công bạo lực. Nhưng đáng tiếc, trên thi thể không phát hiện được vật dụng nào có thể xác định danh tính của hai nạn nhân. Theo ghi chép của cảnh sát, trong nửa năm qua không có báo cáo về người mất tích. Điều này khiến cảnh sát băn khoăn, tại sao hai nạn nhân đã tử vong hơn nửa năm mà đến nay mới được phát hiện? Và tại sao hung thủ lại sát hại người? Để tìm ra sự thật đằng sau, chúng ta cần bắt đầu từ một vụ trộm. Mùa thu năm 2015, một người dân tên Lưu Quế Lan gặp phải chuyện kinh hoàng. Do sắp đến mùa thu hoạch, công việc đồng áng rất bận rộn. Sáng sớm hôm đó, chị cùng mọi người ra đồng làm việc. Trước khi đi, chị Lưu nhớ rõ mình đã khóa cửa cẩn thận. Nhưng khi trở về vào buổi trưa, đồ đạc trong nhà đã bị trộm mất. Thực ra trước khi nhà chị Lưu bị trộm, cảnh sát đang tiến hành điều tra vì không chỉ nhà chị bị mất trộm mà trong thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp tương tự. Điều khiến cảnh sát cảm thấy kỳ lạ là những tên trộm khác thường chỉ trộm những vật có giá trị, nhưng tên trộm này lại lấy hết mọi thứ. Từ các vật dụng hàng ngày nhỏ bé đến các thực phẩm phải khuân vác, tên trộm không từ bất cứ thứ gì. Nhưng do hiện trường vụ trộm đều ở vùng nông thôn, không có camera giám sát, cảnh sát không thể xác định diện mạo nghi phạm. Nhưng qua kiểm tra hiện trường, họ đã lấy được dấu vân tay của kẻ trộm. Qua đối chiếu, cảnh sát phát hiện các vụ trộm đều do cùng một người gây ra. Khi cảnh sát đưa dấu vân tay của kẻ trộm vào hệ thống dữ liệu và so sánh, họ phát hiện dấu vân tay trùng khớp với một người tên Trương Quân. Trương Quân là người quen thuộc với đồn cảnh sát. Từ khoảng 20 tuổi, hắn đã vào tù vì tội trộm cắp, sau đó còn bị bắt thêm 3 lần. Mặc dù đã xác định được danh tính nghi phạm, nhưng việc bắt giữ hắn không hề dễ dàng. Cảnh sát đến nơi đăng ký hộ khẩu của Trương Quân để tìm hiểu, phát hiện hắn đã ly hôn và không còn liên lạc với gia đình. Xét thấy tài sản bị trộm không nhiều, cảnh sát hy vọng gia đình Trương Quân sẽ khuyên hắn ra đầu thú. Nhưng đáng tiếc, không ai có thể liên lạc được với hắn. Không còn cách nào khác, cảnh sát chỉ có thể dựa vào những thông tin hiện có để phán đoán. Vì Trương Quân lấy cắp cả những vật dụng hàng ngày và thực phẩm, cảnh sát cho rằng hắn vẫn còn ở địa phương. Ngoài ra, cảnh sát còn chú ý đến một chi tiết lạ. Trương Quân còn lấy cả các vật dụng của phụ nữ, từ đó có thể suy đoán hắn rất có thể có một người phụ nữ đi cùng. Do đó, cảnh sát bắt đầu điều tra các nhà nghỉ dọc theo tuyến đường xảy ra vụ trộm, nhưng không phát hiện được Trương Quân đã từng lưu trú ở đâu. Mặc dù biết hắn ở gần đây, nhưng cảnh sát vẫn không thể tìm ra hắn. Cảnh sát tiếp tục kiên trì điều tra. Sau khi tìm kiếm rộng rãi mà không thu được kết quả, cảnh sát chuyển sự chú ý đến khu phố ổ chuột duy nhất chưa được kiểm tra. Khu vực này đã bị nhiều người bỏ đi do kế hoạch cải tạo đô thị. Nhiều căn nhà trống được cho thuê, dân cư ở đây rất đông đúc và phức tạp. Nếu Trương Quân vẫn ở huyện Di Thông, thì đây là nơi lý tưởng để hắn ẩn náu. Tháng 11 năm 2015, cảnh sát huyện Di Thông quyết định tiến hành cuộc truy quét trong khu vực quản lý lỏng lẻo này. Đây là cơ hội tốt để bắt giữ Trương Quân. Quả nhiên, vài ngày sau khi bắt đầu truy quét, có người tố giác rằng có một người đàn ông rất giống Trương Quân đang sống cùng một người phụ nữ tên là Vương Vân. Người này đã thuê nhà ở đó.
Điều kỳ lạ là Vương Vân khóa cửa chính và chỉ đi qua cửa phụ hàng ngày. Hành động đáng ngờ này càng củng cố niềm tin của cảnh sát. Họ quyết định khám xét nhà Vương Vân và không ngoài dự tính, họ đã bắt giữ Trương Quân tại đây vào giữa tháng 11 năm 2015. Sau khi bắt giữ Trương Quân, vì hắn đã từng nhiều lần vào tù và bị thẩm vấn, cảnh sát đã chuẩn bị sẵn cho việc hắn sẽ cố gắng giữ im lặng. Tuy nhiên trong quá trình thẩm vấn, lần này Trương Quân tỏ ra rất lo lắng. Đối với người đã quen với còng tay và song sắt từ khi còn trẻ như hắn, thái độ này là bất thường. Cảnh sát nhận thấy sự bất thường nhưng chưa rõ nguyên nhân. Khi tâm trạng Trương Quân ổn định, hắn thú nhận một loạt các vụ trộm cắp, bao gồm cả những vụ mà cảnh sát chưa ghi nhận. Hắn khai báo chi tiết về 40 vụ trộm và trong quá trình xác minh, Trương Quân còn rất tích cực hợp tác. Hắn cho biết mình chọn mục tiêu trộm cắp rất cẩn thận và có nguyên tắc trộm không để trống, nghĩa là dù nhà bị trộm không có gì có giá trị, hắn vẫn lấy đi những thứ có thể lấy. Khi khai báo chi tiết về các vụ trộm, Trương Quân liên tục hỏi cảnh sát nếu hắn cung cấp thông tin quan trọng khác, hắn sẽ được giảm án bao nhiêu. Cảnh sát rất quan tâm đến mọi manh mối mà Trương Quân cung cấp và hy vọng hắn sẽ tiết lộ điều gì đó quan trọng. Khi hắn mở miệng, cảnh sát lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Trương Quân khai rằng, khoảng 10 năm trước, trong làng hắn có một quả phụ có hai người tình. Do mâu thuẫn, quả phụ này đã xúi giục một trong hai người sát hại người kia và chôn xác trên núi. Trương Quân cho biết chuyện này ít người biết. Gia đình nạn nhân luôn nghĩ rằng ông ta vẫn đang làm việc ở nơi xa. Cảnh sát xác minh thông tin và phát hiện vụ việc đã được báo cáo vào năm 2014 và đã được giải quyết. Do đó, lời khai của Trương Quân không có giá trị. Sau khi biết điều này, Trương Quân tỏ ra rất thất vọng. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục báo cáo với cảnh sát về một vụ án nghiêm trọng hơn. Hắn tự tin rằng lần này sẽ không ai ngăn cản được. Hắn cho biết có hai thanh niên đã sát hại hai phụ nữ vào một năm trước, một người tên là Tề Văn, người kia là Triệu Vũ. Tuy nhiên, Trương Quân không cung cấp thêm chi tiết và chỉ nói rằng hắn sợ bị trả thù nên không dám nói nhiều. Khi cảnh sát hỏi thêm, hắn chỉ nói rằng hai người này đến từ Trường Xuân, khoảng 30 tuổi, nhưng không có thông tin chi tiết khác. Hành động này của Trương Quân khiến cảnh sát nghi ngờ. Tuy nhiên, vụ việc liên quan đến hai mạng người nên cảnh sát phải điều tra theo thông tin hắn cung cấp. Kết quả cho thấy những người mà Trương Quân nói đến không tồn tại. Khi cảnh sát báo cáo lại, Trương Quân nói rằng hai người này có thể sử dụng tên giả và yêu cầu cảnh sát tìm bạn gái hắn, Vương Vân, để làm rõ sự việc. Cảnh sát không hiểu tại sao cần tìm Vương Vân trong khi Trương Quân không thể giải thích rõ ràng. Nhưng cảnh sát cảm nhận được có điều gì đó mờ ám và họ quyết định tìm Vương Vân. Khi liên lạc với Vương Vân, họ phát hiện điện thoại của cô ta đã tắt máy. Khi đến nơi cô ta từng ở cùng Trương Quân, họ thấy cô ta đã chuyển đi. Sự biến mất đột ngột của Vương Vân càng khiến cảnh sát tin rằng có điều gì đó mờ ám. Việc cấp bách lúc này là tìm ra Vương Vân để làm sáng tỏ sự việc. Khi điều tra, cảnh sát phát hiện Vương Vân và Trương Quân từng sống tại một nơi khác trong thành phố nửa năm trước. Cảnh sát nhanh chóng đến đó và liên lạc với chủ nhà. Chủ nhà cho biết sau khi hai người dọn đi, do sắp đến ngày giải tỏa nên không cho thuê tiếp. Khi hỏi về bất kỳ điều gì bất thường trong thời gian họ sống ở đó, chủ nhà kể rằng vào mùa hè năm 2015, có người hàng xóm phàn nàn rằng từ căn phòng của Trương Quân và Vương Vân phát ra mùi hôi thối không chịu nổi. Trương Quân giải thích rằng tủ lạnh bị hỏng và thịt trong tủ bị ôi thiêu. Vài ngày sau thì mùi hôi cũng biến mất nhanh chóng nên không ai để ý thêm. Nhưng đối với các cảnh sát đã xử lý nhiều vụ án hình sự, mùi hôi này gây sự chú ý đặc biệt. Họ kiểm tra căn nhà và phát hiện không có gì bất thường bên trong, nhưng nhà kho phía sau lại thu hút sự chú ý của họ. Cảnh sát phá khóa và bước vào nhà kho. Dù là mùa đông, bên trong vẫn có một mùi rất lạ và góc tường chứa đầy các lớp chăn cũ. Khi cảnh sát lật lớp chăn lên, một cảnh tượng kinh hoàng đã hiện ra. Đó chính là cảnh tượng ở đầu bài viết mà chúng tôi đã đề cập. Danh tính hai nạn nhân chưa được xác định ngay, nhưng thi thể được tìm thấy trong căn nhà từng thuê của Trương Quân và lời khai lần thứ hai của hắn liên quan đến hai người phụ nữ bị sát hại. Mọi bằng chứng đều chỉ ra Trương Quân có liên quan đến vụ án này. Vì manh mối chưa đủ, cảnh sát không công bố việc phát hiện thi thể và tiếp tục tìm kiếm Vương Vân, đồng thời thẩm vấn thêm Trương Quân. Trương Quân cảm thấy có điều gì đó không ổn nên cung cấp thêm chi tiết. Hắn khai rằng vào Tết năm 2015, có 4 người đến chỗ hắn chơi. Hai trong số họ là hai người đàn ông mà hắn đã khai trước đó, Tề Văn và Triệu Vũ. Nhưng hai người phụ nữ hắn không biết tên. Sau một số mâu thuẫn,
hai người đàn ông đã ra tay sát hại hai người phụ nữ này và giấu xác trong nhà kho của hắn. Trương Quân giải thích đơn giản, nhưng cảnh sát không thể tin. Đầu tiên, mâu thuẫn gì khiến họ dễ dàng sát hại người như vậy? Hắn nói rằng Tề Vân và Triệu Vũ làm kinh doanh bất chính, có thể là bán ma túy hoặc làm tiền giả, nhưng hắn không rõ. Hắn gặp hai người này ở bến xe khách và không có giao dịch gì đặc biệt. Sau khi sát hại người, hai kẻ này biến mất không dấu vết. Hắn sợ hãi nên không dám động đến thi thể. Cảnh sát cho rằng để hiểu rõ sự việc, cần tìm ra Vương Vân. Cuối cùng, vào đầu năm 2016, cảnh sát cũng xác định được nơi ở của Vương Vân và bắt giữ người phụ nữ này. Cô ta tỏ ra rất căng thẳng và nhanh chóng khai báo chi tiết. Cô nói đã sống với Trương Quân 4 năm và mọi thứ vẫn ổn cho đến một năm trước khi Trương Quân làm một việc khiến cô cảm thấy sợ hãi. Vào dịp Tết năm 2015, Trương Quân mang về nhà một người phụ nữ khoảng 50 tuổi. Hai người đã cãi nhau. Trương Quân dùng rìu đe dọa cô. Vương Vân sợ hãi rời khỏi nhà. Khi quay lại, cô thấy người phụ nữ bị trói và sau đó biến mất không dấu vết. Trương Quân nói rằng đã đưa người phụ nữ này đi nơi khác. Một tháng sau, Trương Quân lại mang về một người phụ nữ cùng tuổi và lại xảy ra chuyện tương tự. Vương Vân nghi ngờ Trương Quân đã lấy mạng hai người này, nhưng không có bằng chứng và cũng không có chìa khóa nhà kho để kiểm tra. Nghe lời khai của Vương Vân, cảnh sát dần hiểu rõ hơn về sự việc. Trương Quân đã nói dối, hai người phụ nữ do hắn mang về và sát hại không hề có tồn tại Tề Văn hay Triệu Vũ. Dựa vào các manh mối hiện có, cảnh sát xác định Trương Quân là hung thủ của vụ án mạng này. Khi cảnh sát đưa ra những bằng chứng, Trương Quân không thể chối cãi và thừa nhận tội sát hại hai người phụ nữ để cướp tài sản. Vụ án kết thúc với sự thật được phơi bày. Trương Quân, một kẻ gây ra hàng loạt vụ trộm cắp đã bị bắt, đã tự khai nhận những thông tin quan trọng để mong giảm án, nhưng không ngờ chính những lời khai giả dối này đã vạch trần tội ác của hắn ta. Cuộc sống tù đầy không làm hắn thay đổi và lần này hắn phải trả giá cho tội ác của mình. Các bạn có suy nghĩ gì về vụ án này? Hãy để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.